Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em một con hàng siêu độc. Và trên thị trường Việt Nam mình thì chắc chỉ có 2 quả thôi. Thì em bán mất 1 quả rồi. Và em còn 1 quả nữa. Quả này thì gần như anh em sẽ rất là ít gặp. Vì đây là một trong những dòng súp rất là đẳng cấp của Phi Vây. Đây là củ bát của nó nhé các bác nhé. Phi Vây này. Design Engineer của USA. Đấy, thuộc Phi Vây Electronic Corporation. Đấy. Và được sản xuất tại China. Phi Vây Electronic Corporation. Đây là một con bát 50, bát súp. Sắt từ 7 màu. Từ thường. Đấy, từ 220, côn 100. Dâu đây. Màng đây, màng sợi thủy tinh. Đấy. Số đây nhưng mà hơi mờ. Đấy, ở đây nữa này, không biết là cái gì. Đấy. Quá đẹp, một con súp cực kỳ chất luôn. Đó, súp Phi Vây này, con này nó là hàng nhập khẩu các bác nhé. Hàng nhập khẩu chứ không phải hàng bãi. Hàng nhập khẩu ấy, và nói thẳng ra là em Thanh chỉ có đánh tại cửa hàng thôi, chứ cũng chưa có. Em ơi, em cầm này em lật ngựa lên cho anh. Chưa đi lắp đặt ở đâu cả. Rồi. Anh em nhìn này. Con súp quá là đẳng cấp luôn. Cái nhẹn của nó dài. Ấn tay còn không ấn nổi này các bác này. Con này nó đánh thì êm. Êm mà nó chắc. Đánh nó cảm giác bát. Nó đánh pha nào nó ngực tức pha đó. Rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Gần như là mới cứng cứng. Cưng cưng luôn. Đấy, cứng cựa. Rồi, anh em đi tới phần trên đó này. Rồi lòng rất sâu. Lòng cực kỳ sâu và màng của nó đều có gân xếp này. Rất là chắc. Đấy. Gân vải tẩm dầu 3 sóng phủ keo. Không tì vết luôn. Và con này thì nó thiết kế là có một cái tấm gỗ ở đây. Em bỏ tiếp cái bát này cho anh xuống đất đi. Đây này, thiết kế của nó cực kỳ độc luôn. Đấy. Yeah. Rồi anh em nhìn trong bông nó bố trí này. Con này thì nó bố trí khá là đều bông. Thực ra là mỗi một thằng nó có một cái thiết kế riêng của nó các bạn. Những cái tính toán về khối lượng, về âm học các thứ, nó tính toán rất là kỹ lưỡng. Thì cái này mình không đi sâu được, mà mình cũng không biết được kiểu gì. Rồi. Và cái thùng này của nó thì quá nặng rồi. Phi Vây. Con này thì em sẽ quyết định sơn lại cho nó đẹp. Để lâu quá thì nó cũng có những cái vết chày, vết xước. Giờ này quyết định sơn lại. Đấy, quyết định sơn lại. Đây. Mã của nó là CK Series, nó thuộc dòng CK Series các bác nhé. Mã là 18F. Đây. 8 ohm. Đó. Design and Phi Vây USA và được lắp ráp tại China. Đấy, con loa này để mà nói bảo là loa Mỹ cũng không đúng. Đấy, vì nó được sản xuất tại China nhưng nó là thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Thương hiệu của Mỹ. Đấy. Tay nắm này chuẩn bài luôn. Thì con loa này ấy, nó đồng bộ với con loa Phi Vây CK72 này. Đây. Đấy. Anh em nào mà có điều kiện chơi được một bộ này thì thôi rồi. Độc đặc. Con loa này thì em Thanh bán là 15 triệu 500 một quả này. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ mua con này thì quá chất rồi. Để mà nói con này ấy, nó đánh kinh hơn cả Phaito. Đánh rất là hay, nó hay hơn con Phaito em đang bán. Đấy, đẳng cấp, chất lượng. Và con này nó là độc hiếm. Nếu mà anh em mua được cùng với cái loa của hãng nó chơi nữa thì thôi, hết bài, hết nước chấm luôn. Đó. Thì clip này em chỉ quay ngắn thôi. Đấy, để cho anh em cơ bản. Còn con này sẽ có clip em ghép test chất âm để anh em cảm nhận nó tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhé.